Chúng tôi xin được giải đáp thắc mắc của một vị khán giả quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Câu hỏi có nội dung như sau. Xin luật sư cho biết đối với tài sản là nhà ở chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu thì có được lập di chúc hay không? Nếu có thì thủ tục như thế nào? Chúng tôi đã chuyển câu hỏi này đến văn phòng luật sư Bách Niên, sau đây thì luật sư Nguyễn Vũ Trâm Anh sẽ có những giải đáp chi tiết. Hiện nay theo quy định của luật đất đai và luật nhà ở thì đối với cái tài sản là nhà, đất nếu chưa có giấy chứng nhận thì vẫn được để lại thừa kế. Nhưng với điều kiện theo quy định tại Điều 168 luật đất đai thì nếu không có giấy chứng nhận thì cái tài sản đó cũng phải có một trong các giấy tờ theo quy định Điều 100 và Điều 101 luật đất đai để trong đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận thì mới để lại thừa kế. Thứ hai, đối với phần nhà thì luật nhà ở có quy định trong cái giao dịch thừa kế cũng không cần giấy chứng nhận. Tuy nhiên, Nghị định 99 có hướng dẫn cụ thể 4 trường hợp. Thứ nhất là nếu mà cái tài sản thừa kế bắt nguồn từ cái việc mua bán thì phải có cái hợp đồng mua bán và các giấy tờ chứng minh cái quyền sở hữu của bên mua bán. Thứ hai, đối với cái tài sản từ cái việc tặng cho thì cái tài sản này phải có văn bản tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho và có giấy tờ chứng minh cái quyền sở hữu của bên tặng cho. Thứ ba, đối với tài sản mà tạo lập mới thì phải có cái giấy phép xây dựng và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thứ tư, đối với tài sản từ việc nhận thừa kế thì phải có cái bản án hoặc cái quyết định đã có hiệu lực của tòa án. Thì như vậy, bốn cái trường hợp này chưa có giấy chứng nhận nhưng có những cái văn bản giấy tờ này thì phòng công chứng cũng sẽ chứng nhận di chúc. Và phần giải đáp của luật sư cũng đã khép lại tạp chí Địa ốc tuần này trên kênh FBNC. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.